với gia đình và thắp hương cho chú Lộc đêm cuối để ngày mai đây chú Lộc về nơi an nghỉ cuối cùng. Thì Nghĩa Vân xin phép được hát tặng cho chú Lộc cũng như tất cả quý vị một bài ca cổ được mang tên Trần Thủy Mỹ Châu. Hãy gọi tên con ông già.
lòng mình cứ mơ hỏi ơi còn đâu nữa, một dải sơn hà đang mở khói lửa loạn ly, cha dìu con lặng lẽ bước xa đi, gói tình thật tâm tình thương về, bước gian nguy trên đường xa dạng đi, cha đâu ngờ giấc thù kéo dài. Cảm ơn em, cảm ơn Mỹ Nhân rất là nhiều. Liên tục chương trình thì xin quý vị cho một tràng pháo tay chào đón tiếng hát của một đôi nghệ sĩ.